toàn cảnh chiến sự nga ukraine trong 24 giờ qua. EU tịch thu tài sản Nga, Moscow tuyên bố đáp trả, Thụy Sĩ nói không phù hợp. Cơ bão lửa khổng lồ bao trùm phòng thí nghiệm vũ khí Moscow sau vụ nổ rung chuyển. Ukraine dựng hàng rào thép ngăn Nga đổ bộ hải cảng Odessa. Iran vô tình trao hàng ngàn khẩu súng trường cho Ukraine nỗi sợ hãi bao trùm lên không quân Nga. Các máy bay chiến đấu miễn cưỡng xuất kích vì lo sợ vì Ukraine dễ dàng bắn hạ. khi lại gây ra vụ tàn sát rúng động, gần 300 lính Kotner thiệt mạng trong đêm sau vụ tấn công chính xác của Ukraine vào nơi tập trung lính Nga. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Uyên My xin được mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Kính thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grosko cho biết Moscow sẽ đáp trả nếu Liên minh châu Âu quyết định tịch thu tài sản bị phong tỏa của nước này. Ông Grosko nói, Nga sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình nếu EU quyết định thông qua quyết định này. Ông coi các hành động của EU là hoàn tất bất hợp pháp và nói thêm rằng nhiều quốc gia không chắc liệu một động thái như vậy có phù hợp với các quy tắc quốc tế hay không. Trong một bài đăng trên trang Twitter, Thụy Sĩ, nước giữ chức chủ tịch luân phiên Hội đồng EU, ngày 15 tháng 2 cho biết, các đại diện của EU đã thông qua việc thành lập nhóm công tác đặc biệt về việc sử dụng các tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ tái thiết Ukraine. Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, Chính phủ Thụy Sĩ tuyên bố luật pháp nước này không cho phép tịch thu tài sản của người Nga tại đây để giúp tái thiết Ukraine. Chính phủ thị sĩ khẳng định, việc tịch thu tài sản tư nhân bị đóng băng là không phù hợp với hiến pháp cũng như quy định pháp lý hiện hành, đồng thời vi phạm các cam kết quốc tế của thị sĩ. Cơn bão lửa khổng lồ bao trùm phòng thí nghiệm vũ khí Moscow sau vụ nổ rung chuyển. Một vụ lửa khổng lồ đã xé toạc một công phố gần phòng thí nghiệm vũ khí của Nga trong vụ cháy bí ẩn mới nhất kể từ khi bắt đầu cuộc chiến chung đoàn. Ngọn lửa bùng phát tại một trung tâm dịch vụ ô tô ở quận Ochanat, cách quảng trường đỏ khoảng 12 dặm về phía Bắc vào khoảng 2 giờ sáng 15 tháng 2. Theo các báo cáo địa phương, đám cháy xảy ra gần Viện Nghiên cứu Vũ khí Chính xác, một phần của cơ quan vũ trụ nhà nước Nga. Tờ Tash News cho biết, 51 đơn vị cứu hỏa đã được triển khai tới địa điểm ở Moscow. Không có trường hợp tử vong nào được báo cáo. Tuy nhiên, ba người đã được giải cứu khỏi tòa nhà. Các dịch vụ khẩn cấp cho biết, các thùng nhiên liệu đã phát nổ bên trong tòa nhà, nơi cất giữ lốp xe và ngọn lửa lan ra khoảng 16.000 feet vuông. Vụ nổ cũng đã khiến máy của tòa nhà bị sập một phần. Ngọn lửa đã được dập tắt 2 giờ sau đó, sau sự cố với dầu và thiết bị kỹ thuật ở khu vực lân cận vụ việc. Mặc dù chưa có xác nhận liệu vụ hỏa hoạn có phải do phá hoại hay không, nhưng đã có một số vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân ở Nga kể từ khi nước này xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2 năm ngoái. Vào ngày 2 tháng 2, ít nhất 7 người thiệt mạng sau khi một ngọn lửa quét qua một doanh trại tạm thời của Nga ở Crimea bị chiếm đóng. Ukraine dựng hàng rào thép ngăn Nga đổ bộ hải cảng Odessa. Quân đội Ukraine đang gia cố tuyển phòng thủ tại thành phố Odessa nhằm ngăn cản nguy cơ bị hải quân Nga tấn công đổ bộ. Vào ngày 16 tháng 2, nhiều vụ nổ lớn đã được ghi nhận tại khu vực thành phố cảng Odessa ở miền nam Ukraine. Theo một số nguồn tin, các thủy lôi phong tỏa bờ biển của Nga là nguyên nhân của các vụ nổ này. Những vụ nổ trên cùng với nhiều hành động được cho là gây hấn của Moscow trong thời gian gần đây đã gây nên một mối lo ngại về khả năng hải quân Nga sẽ tiến hành một cuộc tấn công đổ bộ nhằm vào hải cảng quan trọng bậc nhất của Ukraine. Tuy nhiên, trong một phát biểu gần đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Kresnikov khẳng định, quân đội Ukraine đã có những bước chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào của Nga. Theo ông Kresnikov, một tuyến phòng thủ với nhiều công sự và hàng rào chống tăng đã được Ukraine chuẩn bị dọc các bãi biển tại Odessa. Bên cạnh đó, nhiều vũ khí với uy lực lớn cũng đã được Kiev điều động đến gia cố cho tuyến phòng thủ tại hải cảng miền Nam. Trung tâm của hàng rào thép do Ukraine dựng lên tại Odessa chính là các tên lửa chống hạm hiện đại Harpoon do phương Tây viện trợ. Tên lửa Harpoon là loại tên lửa chống hạm hiện đại do Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Boeing chế tạo, với tốc độ cận âm, khả năng hoạt động trong mọi thời tiết và được dẫn đường bằng cả hệ thống định vị toàn cầu và ảnh hồng ngoại. Đây được cho là một trong các loại tên lửa chống hạm hiệu quả và đáng sợ nhất trong biên chế hải quân nhiều quốc gia phương Tây. Trước khi chuyển giao cho Ukraine, các kỹ sư Mỹ đã hoán cải các bệ phóng tên lửa Harpoon để có thể đặt trên khung gầm của xe tải bánh lốp. Bộ điều khiển và hệ thống điện cũng được thiết kế và lắp đặt thêm những cải tiến này cho phép tăng khả năng cơ động và độ chính xác của tên lửa Harpoon trong việc tiêu diệt các tàu chiến và tàu đổ bộ của Nga. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho rằng hải quân Nga hiện chưa sẵn sàng cho một cuộc đổ bộ quy mô lớn vào thành phố Odessa. Ông Kresnikov tiết lộ Nga đang có khoảng 12 tàu đổ bộ tại Biển Đen và con số này là không đủ để phát động một chiến dịch tấn công tổng lực nhằm kiểm soát thành phố cảng chiến lược này. Cuối cùng, Bộ trưởng Kresnikov nhận định số lượng thủy lôi dày đặc mà Nga trải trên biển đen nhằm phong tỏa các cảng chiến lược của Ukraine cũng sẽ cản trở kế hoạch đổ bộ Odessa trong tương lai. Thành phố Odessa là hải cảng quan trọng nhất của Ukraine, nằm bên bờ biển đen và chỉ cách biên giới Moldova khoảng 35 km. Thành phố này có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ thế trận phòng thủ mà còn với toàn bộ nền kinh tế Ukraine. Đây là con đường xuất khẩu chủ lực của nông sản và hàng hóa Ukraine ra thị trường quốc tế. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Iran vô tình trao hàng ngàn khẩu súng trường cho Ukraine Iran có thể đã vô tình trao hàng ngàn khẩu súng trường và hàng tấn đạn dược cho Ukraine sau khi Hải quân Mỹ và đồng minh tịch thu số vũ khí này từ các tàu nghi ngờ buôn lầu ở Trung Đông. Tờ Contrational đưa tin, của đội Mỹ đang tính gửi số vũ khí này cho Ukraine sau khi tịch thu được trên vịnh Oman. Số vũ khí gồm 5.000 khẩu súng trường, 1,6 triệu phong đạn, một số tên lửa chống tăng và hơn 7.000 ngòi nổ. Số vũ khí này bị tịch thu trong bối cảnh các cả đồng minh phương Tây đang thiếu vũ khí để cung cấp cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 13 tháng 2 phát biểu rằng, cuộc chiến ở Ukraine đang ngốn một lượng lớn vũ khí và làm cạn kiệt kho dự trữ của các quốc gia trong liên minh. Tốc độ sử dụng đạn dược của Ukraine hiện nay cao hơn rất nhiều tốc độ sản xuất của chúng. Điều này khiến các ngành công nghiệp của chúng ta gặp áp lực lớn. Hải quân Mỹ và các đồng minh tịch thu số vũ khí trên trong hàng loạt chiến dịch ở vịnh Oman. Đầu tháng 1 vừa qua, Hải quân Mỹ tịch thu 2.000 khẩu súng trường khi lục soát một tàu nghi buôn lậu. Lực lượng đặc nhiệm Pháp thu thêm 3.000 khẩu súng trường trong chiến dịch phối hợp cuối tháng 1. Hải quân Mỹ tuần tra định kỳ trên các tuyến đường buôn lậu ở vịnh Oman. Các tàu buôn lậu từ Iran phải đi qua vùng biển này để có thể đến miền Nam Yemen. Luật quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cấm việc vận chuyển, bán và chuyển giao trực tiếp hoặc gián tiếp vũ khí cho phiến quân Houthi ở Yemen. Nỗi sợ hãi bao trùm lên không quân Nga, các máy bay chiến đấu miễn cưỡng xuất kích vì lo sợ bị Ukraine dễ dàng bắn hạt. Tình báo Anh nhận định, Nga đã miễn cưỡng triển khai lực lượng không quân của mình tới Ukraine kể từ khi tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào nước này gần một năm trước do nguy cơ bị tấn công vào các sân bay của Nga và mối đe dọa cao tiếp tục xảy ra từ lực lượng phòng không Ukraine. Trong bản cập nhật tình báo hàng ngày về chiến tranh Ukraine hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Anh cho biết lực lượng hàng không vũ trụ Nga tiếp tục triển khai một số lượng máy bay tương tự trong cuộc chiến Ukraine như họ đã làm trong nhiều tháng. Bộ lưu ý rằng tỷ lệ xuất kích của Nga đã tăng lên trong tuần qua sau vài tuần hoạt động yên tĩnh hơn Họ cho biết hoạt động trên không hiện gần bằng với tốc độ trung bình hàng ngày được thấy kể từ mùa hè năm 2022. Nhìn chung, sức mạnh không quân của Nga tiếp tục hoạt động kém hiệu quả trong cuộc chiến, bị hạn chế bởi mối đe dọa liên tục từ lực lượng phòng không Ukraine và các căn cứ phân tán do mối đe dọa tấn công vào các sân bay của Nga. Bộ này cho biết, căn cứ phân tán là một chiến lược khi máy bay được dàn trải và liên tục di chuyển. Các máy bay chiến đấu của Nga hầu như chỉ hoạt động trên lãnh thổ do Nga nắm giữ, khiến chúng không thể thực hiện vai trò tấn công chính của mình một cách hiệu quả. Bộ Quốc phòng Anh này cho biết thêm. Trên khắp nước Nga, lực lượng hàng không vũ trụ Nga có khả năng duy trì một phi đội gần như nguyên vẹn, gồm khoảng 1.500 máy bay quân sự có người lái, mặc dù đã mất hơn 130 chiếc kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược. Tuy nhiên, không có khả năng lực lượng hàng không vũ trụ Nga hiện đang chuẩn bị cho một chiến dịch không quân được mở rộng đáng kể trong hoàn cảnh chiến trường hiện tại. Họ có thể sẽ phải chịu tổn thất máy bay nhanh chóng. Một báo cáo từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Washington, DC hôm thứ Tư cho biết, bước đột phá quân sự tốn kém của Nga ở Ukraine đã làm cạn kiệt đáng kể nguồn dự trữ thiết bị và nhân lực cần thiết để duy trì một cuộc tấn công quy mô lớn và thành công phía đông Ukraine. Các bộ trưởng NATO đã họp ngày thứ Hai tại Brussels hôm thứ Năm để thảo luận về hỗ trợ cho Ukraine với việc cung cấp xe tăng là một điểm thảo luận chính. Phát biểu với BBC trước cuộc hội đàm hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói rằng Nga đã thất bại trong việc đâm thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine. Ngũ giác đài cũng chia sẻ quan điểm tương tự sau các cuộc đàm phán của NATO, nói rằng Nga có những người lính nghĩa vụ được trang bị kém và được huấn luyện kém. Hamas lại gây ra vụ tàn sát rúng động. Gần 300 lính Warner thiệt mạng trong đêm sau vụ tấn công chính xác của Ukraine vào nơi tập trung lính Nga. Truyền thông đưa tin, lực lượng vũ trang Ukraine vào ban đêm đã tấn công chính xác vào vị trí của những kẻ xâm lược Nga ở Zinakizevo bằng hệ thống tên lửa HIMARS. Vào đêm ngày 16 tháng 2, quân đội Ukraine đã tiêu diệt hàng trăm lính đánh thuê qua PMC. Những người được đưa vào phòng tập thể dục của Lyceum ở Zygarki Đoạn phim về hậu quả đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội. Một đoạn video được xuất bản bởi kênh Telegram Ukraine 365. Vài ngày trước, 280 đến 300 chiến binh của tập đoàn lính đánh thuê Wagner đã được tập kết vào trung tâm công nghệ thông tin ở Chenakievo bị chiếm đóng những cái xâm lược định cư vào ban đêm. Giới chỉ huy Nga hy vọng rằng, trong thời gian giới nghiêm, những cư dân địa phương bị nghi ngờ làm việc cho lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không chú ý đến chúng. Tuy nhiên, vào đêm ngày 16 tháng 2, Himas đã bay vào phòng tập thể dục, nơi người Nga đang ngủ. Theo blogger Fashid Donetsky, các công tác viên và tuyên truyền địa phương cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, những bức ảnh do họ công bố từ hiện trường vụ việc chứng minh rằng quân đội Ukraine đã tấn công chính xác vào các doanh trại của quân đội Nga tập kết. Vì vậy, trong ảnh, chúng ta có thể thấy sang của phong tập thể dục chắc hẳn có một ít máu trên đó chưa được rửa sạch. Theo báo cáo, cuộc tấn công của HIMARS là vào ban đêm lúc 2 giờ sáng giờ Kiev. Các báo cáo về thương phong chưa được chính thức công bố, nhưng theo nhiều blogger quân sự từ hai phía, gần 300 lính Kotner dường như đã thiệt mạng. Người ta quan sát thấy vào sáng sớm ngày 17, nhiều xe quân sự Nga đã di chuyển các thi thể lính thiệt mạng tới một bệnh viện gần đó để xử lý. Trước đó, các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công vị trí của những kẻ xâm lược Nga ở Makivka, nơi có khoảng 600 người Nga được huy động đã chết. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htnews.ptv.com com một lần nữa đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán giả xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các bản tin tiếp theo.